Dạ, xe máy Kim Đồng thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính chào quý cô chú anh chị. Chiều hôm nay là chiều thứ 6, ngày 6 tháng 9, 2024. Kim Đồng xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị. Mấy bữa nay Kim Đồng bán cũng trống xe, còn được mớ xe mấy bữa nay cũng có về một số xe. Hôm nay cũng có một mấy cái chiếc xe cọp cổ ha. Kim Đồng bán hàng niêm yết đúng giá trên bảng số, cô chú anh chị yên tâm nha. Giá niêm yết là 8 triệu 3 nè, là còn 8 triệu 2. Cái lít này là lít phun xăng FI đời 2012, đá chống tắt máy. Xe này là chính chủ luôn, bao công chứng cho cô chú anh chị ha. Máy là còn nguyên, chưa rớt đầu, màu nâu, bán giá mềm cho cô chú anh chị. Chiếc Aruzo này là bảng số thành phố, xe cũng còn riêng, máy im, sạch sẽ. Giấy tờ hóa đơn cửa hàng ha, 11 triệu 900, 12 là còn 11 9, máy còn im ru ha. Nhà chiếc Future 2 này là nhận lông còn riêng hết, vô phục Vinai này đời 2004, 13 triệu 6 là còn 13 triệu 500. Xe lên cái thắng đĩa bánh sau này, lúc trước mình bán mình mới mua lại để mình kiểm tra coi giấy tờ công chứng như thế nào ha. Máy còn im ru thì thầm luôn á, tem bọng rồi dàn áo rồi đinh hết, không có bể nứt gì hết. Chiếc Raider giá rẻ đời 2016 chỉ có 11 triệu 800, máy rin hết chưa rớt đầu. Nếu có đơn cửa hàng cho cô chú anh chị, bản số 70. Chiếc quay Alpha lốc đen, quen pha lốc đen bẩn đầy đủ ha, có trầy miếng ở đó, tem thì riêng của nó hết, bán rẻ cô chú anh chị thôi ha. Xe này rất đầu, máy của Imru bán 9 triệu 400 ngàn. Xe này anh ở gần đây anh bán với mình bô riêng hết, anh bán cho mình nhưng mà chủ đứng tên là anh của anh ở bên Bình Dương á, mình không có đi được. Đầu lòng máy móc còn nguyên, máy im ru có bẩn luôn nha. 9 triệu 4. Chiếc cúp 78 7850, học sinh đi học. Xe này có hai cục máy, 6 triệu rưỡi là còn 6 triệu 4, bình đầy đầy đủ. Xe này người ta thêm cái cục máy extra riêng lùng Nhật á, cái cục máy riêng của nó nằm ở ngoài ngay góc. Xe này bán cho cô chú anh chị là hai cục máy, hiện giờ là xe này đang có đề chở cục máy về luôn nha, bỏ lên cái ba ga chở về. Máy im ru Jupiter phun xăng 11 triệu 800, giấy Củ Chi chính chủ đời 2015. Chiếc Classico này mình mới nhận cọc rồi, chiếc Nô 5 phun xăng 6 triệu mấy thôi, máy còn im mà cũng còn liền lạc. Còn số 85 6 triệu 8 nha cô chú anh chị. Chiếc Alex 2014 phun xăng 125 14 triệu mấy á, 13 triệu mấy chứ, chính chủ luôn, bao công chứng. Xe này có rớt đầu 13 triệu 800, 6 lâu 25 ngàn, chính chủ. Chiếc Alex 2008 lên Thái bình xăng con, giết Củ Chi chính chủ, 9 triệu 8. Để mình quay lướt xong cái mình sẽ báo lại cho cô chú anh chị ha, quay lướt qua cái mấy chiếc xe nào mình mới lấy cái mình quay lại tiếp ha. Sirius là Future LED Future 1 lít FH AB125 đời mới, AB2010 phun xăng lên Thái. Honda Blade Sirius Moto SH150 ABS 2023, Liberty ABS 2017, BCX 2010-2011, Sonic 2021 2021, Randy 2023 ha, Exciter 2021 155, chiếc màu trắng thì 23, chiếc này 2024 23 cuối 23 155 luôn. Chiếc rim lùng 99 rim lùng Thái, xe cọp bỡ bẩn lên coi cho nó đã, nhìn cục máy nó chảy nước miếng,
ai mà có cảm nhận xài mấy cái này là tới chết cũng chưa hư nữa. Mấy cái Alpha mà mua 30-40 triệu kêu này xe này tới bằng tổ lần. Chút xíu mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị xem chiếc Vision, Vision 2014 giá củ chi cũng chính chủ, bán giá rẻ ha, nó hơi tày tày nhẹ nhẹ chút đỉnh nhưng mà máy ok lắm, máy riêng á, 10.900. Chiếc Liberty phun xăng FI 3V, không, cái này không qua V, tem 3V chứ không phải cái lốc máy này không phải 3V. Phun xăng FI nhưng mà là IE. Giấy tờ đầy đủ có 5.400.000. Chiếc Alpha 7.900.000 đời 2007. Giá rẻ đi làm. Chiếc Nuya còn đẹp quá. Giấy củ chi chính chủ 10.400.000. Phun xăng FI. Chiếc Alex 125 14.400.000. Đèn bi. Phun xăng FI. Xe rim lùng, rim lùng 99, rim từ A tới Z. Thấy dàn chân, cái dàn xe này thôi, cái máy nổ hết 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 bài thiệt chứ, đã lắm. Hàng quý hiếm, động vật quý hiếm nha cô chú anh chị nha. Đèn động tất cả, mặt nạ bẩn nó còn nguyên si hết. Gỡ ra cái bẩn còn để ngoài, cầm liền theo xe, phục đùm cầm đẹp lắm, ron xanh bình xăng con, thấy còn ốc chữ bình xăng con ha, nhìn thấy đã đề, máy là còn nguyên luôn, nhìn đã quá. Máy nổ là hết giờ luôn, đi ba mấy ngàn rồi nổ đã lắm. Xe này đi uống cà phê, mấy cô chú lớn tuổi đi uống cà phê, xe mua chỉ có 4 chỉ vàng thôi, ngày xưa biết bao nhiêu cây vàng, bây giờ là có 4 cây vàng. Ốc này kia phục đùm câm liền. Cái máy đang nổ thì thầm 30.600.000 là bà còn 30.500.000 quỹ quyền 20 năm, còn sang tên thì muốn rút gốc sang tên thì thêm 600 nha cô chú anh chị. Máy đang nổ bọc sên rin hết, từ gác chân nhôm bự luôn, cái máy nổ không có có nghe một cái gì luôn, lóc bạc tem còn nguyên của nó, mà ga đã cái yên này mình mở sẵn luôn nè, nó cái sườn này sườn thép, cái sườn này là sườn khung sườn thép, nắp bình xăng đã lắm. Chung mình mê mấy cái dòng đời cổ này chứ không, mình không mê mấy đời mới, mấy đời mới không có cửa với mấy đời này rồi ha, đã lắm. Máy nổ là thì thầm, trường khung thép, khung thép hàng Thái, tem Thái còn áo nguyên còn luôn, đã ghê luôn. Bẩn còn mới ton y vậy luôn nè cô chú anh chị. Rồi đạp cần thắng ga nhẹ bon luôn, rè cái mặt nạ này để đây, gắn bẩn vô nhìn đã lắm, sướng. Alpha mình mua mấy chục triệu vậy chứ không có cửa với mấy cái này đâu. Cái máy chạy ấm cực kỳ ấm luôn. Nó gắn cái ổ khóa chấm trộm trước. Nó nổ nhẹ miếng, cái dàn xuồng pin của nó nguyên hết, chưa có một ốc cổ còn nguyên hết. Đã
xe chắc chắn gì đâu, sướng. Chỉ có 30 triệu 500 nha cô chú anh chị, có trao đổi xe. Cô chú anh chị có xe nào ưu tiên cho cô chú anh chị đổi xe. Kim Đồng mua xe cũ các loại, không ép giá cho cô chú anh chị nha. Lâu lâu có chiếc này quay cho cô chú anh chị coi đỡ ghiền. Hàng quý hiếm, động vật quý hiếm. Mình thấy nhiều người bán chiếc mấy thứ này hai mấy triệu trên mạng, nhưng mà mấy xe đó kêu xe này tới bằng cụ là cụ tổ. Đã gì đâu cũng nổ, chắc tức hết xăng luôn. E rồi, đầy đủ hết. Khí đồng hồ còn mới con đó. Kim còn vàng khè luôn. Đã số 1, số 2, số 3, số 4. Một số. Đó, bông mo 1, 2, 3, 4. 30 triệu 500. Chạy 20 năm, chắc bán 60 triệu. Chiếc quay Alpha này đời 2007. Máy cũng im, xe rớt đầu ha. Mình chạy rồi, nãy mới mua nãy luôn, chạy thử là không có hú gì hết. 8 triệu là bán 7 triệu 9. Đi làm cho cô chú anh chị ha. Xe nhìn cũng được, ngon. Trung Quốc giờ mua 4-5 triệu về sửa bệnh luôn. Cái này về mình đi làm liền. Chiếc Nuvia còn đẹp ghê. Cái này phun xăng nhỏ nhỏ, người dáng nhỏ nhỏ. Mua cho con gái đi học hoặc là đủ 18 tuổi trở lên để đi học về đại học hay này kia, hay là cho gia đình mình đi tặng vợ này kia ha. Giá rẻ, khỏi mua xe chi mấy chục triệu, giờ ra hãng mua xe mới là mấy chục triệu không, chắc không có xe nào rẻ. Vision giờ cũng ba mấy 40 triệu, mình về xe này chỉ có 10 triệu tư. Mà xe nhìn màu hồng, màu hộp gà, nhìn đẹp ghê, xe sạch sẽ rất là đẹp. Trong điện thoại sao y vậy. Bây giờ chiều nay trời còn mới 5 giờ mấy, trời còn sáng, đèn nó không có chiếu nha cô chú anh chị. Còn y vậy luôn. 10 triệu 500, này còn 10 triệu 400. Yên rồi, ship ly. Rồi, chiếc Liberty này 5 triệu 4 ha, máy im chạy bóc lắm. À, cái này thì Alex 125 đời 2013, giấy tờ hợp lệ mua bán, hóa đơn cửa hàng cho cô chú anh chị 14 triệu 400. Xe này có rớt đầu. Người ta rớt mình khỏi rớt. Chạy bóc. Giá mềm, xăng FI màu cam 125, báo cho cô chú anh chị rõ ràng để dễ lựa chọn. Rồi chiếc Ad này thì quá mới rồi, cái này có đi có mấy ngàn cây à. Cuối 2023 luôn, xe mua mới 50 mấy triệu, bản cao cấp, ổ khóa thông minh, xe mấy cây, bánh mâm màu vàng là với là tông màu này là đúng trong hãng luôn, không có sơn gì hết, tất cả sơn trong vỉa còn nguyên hết, vỏ còn theo xe hết, dây cui luôn. Nhỏ còn dây cui có 34 triệu 800, thay vì mà tính về kinh tế thì 50 mấy triệu thì mua xe này đỡ được 10 mấy triệu, mà xe còn xe mới lướt. Cái cục máy nè còn mới to luôn, cục đề nhìn cục đề 7 màu chiếu chiếu, máy móc là nguyên của nó hết rồi. Cả nhìn đã lắm, nhìn cái cục máy hay là mình chỉ xuống tiền thôi. Ổ khóa thông minh smart key đi có mấy ngàn cây, vỏ còn đeo xe hai cái còn nguyên. Bánh nó chưa có dấu mỡ, tem nguyên của nó hết, còn thẳng băng đó nó còn nguyên hết. Xe đi 7-8 ngàn cây chưa hết ru đai nữa. Hợp lý, còn nếu mà rẻ hơn thì mình lấy cái này đi nhiều hơn, đi mấy chục ngàn thì máy móc thì xe này thì là cũng còn riêng, nhưng mà nó về cái độ mà dàn lông thì sắc sảo thì nó không có bằng cái xe kia. Cái này cũng đời nó cũng thấp hơn, này đời 2021, bản số cũng chính chủ luôn, này Tây Ninh, này ủy quyền cho mình rồi, mình ký ủy quyền tiếp cho quý khách được. Và muốn sang tên rút gốc thì thêm khoảng 1 triệu ha, rút gốc thêm khoảng 1 triệu. Máy nó còn nguyên hết. Rồi chiếc này thì 2023 luôn, cùng đời với xe kia, màu trắng ngọc trai, xe này cũng còn mới lướt luôn, cũng còn nguyên luôn. Cái này bản số Bến Tre chính chủ luôn, chủ ở đây ủy quyền cho mình rồi. Này máy cũng y chang máy xe này 2023, màu trắng ngọc trai, ổ khóa thông minh, xe máy cây thì máy đặc biệt. 32 triệu 400. Vỏ còn theo xe hết hai cái luôn, 32 triệu 400, xe thẳng băng luôn nha.
Sonic 2020-21 nè. Cái này cũng chính chủ mà máy móc cũng còn nguyên của nó. Xe đi hai mấy ngàn, tất cả là vàng lông và green hết. Có trao đổi xe và trả góp. Xe này cái bẩn quên đá đi đá cái bẩn hai cái bẩn. Trời không thấy hai cái bẩn xe Rim Lục 99 nằm ở đây. Tem là green hết, máy nguyên. Giá xe chính chủ báo cho cô chú anh chị rõ nha, xe này giá xe chính chủ là 23.800.000. Xe đi hai mấy ngàn, nguyên si hết. Chiếc Randy này 2023, xe còn mới toan đi có 4.000 cây. Vĩnh Long chính chủ ha, bản cao cấp, xe mới 50 mấy triệu, giá 37.400.000. Rút gốc thì thêm 1.200.000. Thắng IBS bản cao cấp, xe thẳng băng, mới toan nha, không có một lỗi lầm gì hết, không có một dấu trầy luôn, bao riêng từ A tới Z. Sirius 2021 với củ chi chính chủ bánh mâm, bao công chứng nha, 13.500.000. Moto GX 39.800.000 2021 thắng IBS. Honda Black 2020, xe này chính chủ có chứng minh chủ đăng ký 2021 chứ 2021 10.800.000 giá rẻ, 10.900.000 nó còn 10.800.000 7.700.000 Bình Định. Cái con SH cọp mình thấy không cầm lòng được, thấy mình thấy xe này đã quá. Chính chủ của em trai này bên Hậu Nghĩa, ở bên Hậu Nghĩa qua bán cho mình, cũng coi trên mạng thấy mình qua bán cho mình, thích bán cho mình. Vỏ đâu, hai cái vỏ còn nguyên, nói chung là phẩm chất cái xe này là nguyên bản, đúng là phẩm chất là nguyên thủy, chưa có dấu mỡ. Thắng ABS bản cao cấp, thuộc nguyên của nó hết. Thắng ABS ốc chưa có dấu mỡ luôn, đèn thì còn mới ton, nước sơn riêng từ A tới Z nguyên chiếc luôn. Xe này đúng là mới lướt, màu đen, đen bạc, tem chữ đỏ. Em đã mua mới hôm qua bán cho mình, ra công chứng hai vợ chồng kết hôn đầy đủ, nói với mình là bán lúc mình năm rồi mới mua có năm 120 triệu, phân khối 150, thắng ABS bản cao cấp, tem là tem chữ đỏ. Cái máy 150 này đặc biệt có một cái là nó im hơn cái 160. 160 nó róc mà nó hơi hú. Cái máy xe này nó ok lắm, hàng bỏ mẫu. Cái này giấy tờ không quan trọng, cô chú khỏi nhìn giấy ha. Bản số bây giờ ai mua dòng cao cấp này phải sang tên hết, còn mấy muốn thì ủy quyền 20 năm. Chứ thấy rút gốc thì thêm 1 triệu ha. Cái này 85 triệu, rút gốc nữa là 86 triệu, 85.900.000. Thuộc 7 màu, vỏ còn theo xe hết. Xe đi đúng 8.000 cây, vỏ còn nguyên si hết. Cái này mình nói 2.000, 1.000 người ta cũng không biết nữa. Nếu mà nói tua đồng hồ lại người ta không ai biết, vỏ còn về cui hết. Cái này đúng 8.000, chân phuộc 7 màu, đúng chất xe mới. Chứ không phải như mấy chỗ mà nhiều chỗ quay xe đi 5-7 ngàn cây mà vỏ đồ thay hết, xét ốc đồ xét hết, đó là không đúng nha, sai nghiêm trọng luôn á. Tất cả là nguyên lốc ốc nè, nhôm một chủ chính chủ, em nó giao cho mình cái đầy đủ hết để mình mở yên lên, giao cho mình hai cái remote, tổ bộ hành, bộ đường dết, có số điện thoại của chủ xe đầy đủ luôn. Trong mua 80 mấy triệu thì cũng bán 80 mấy, lời mỏng cho cô chú anh chị đam mê bán vui ha, có là ta đem tới cho mình có lắm. Cơm có gạo ăn là mừng rồi, không cần phải đòi hỏi gì nhiều, đam mê ha. 80 mấy thì cũng bán 80 mấy, cho số điện thoại chủ xe luôn, xe chính chủ không có một lỗi lầm gì hết, dòng cao cấp. Cái dòng này mua cái dòng cao cấp này cũng cẩn thận chứ, để mà bỏ một đống tiền ra mà kiếm tiền cực khổ mà mua trúng cái xe ấy là về bệnh sốt luôn á. Này là đăng ký tháng 4 2023, tất cả nguyên hết, 8.900 cây. Hai vợ chồng em trai này hiền ghê, tất cả nguyên hết. Dán thêm keo đen ở ngay chỗ để chân kỹ, công nhận kỹ.
Khoảng trăm mấy chục triệu một tài sản, cả một tài sản. Pháp lý là rõ ràng, vợ chồng kết hôn đầy đủ hết, gửi cho mình trong Zalo luôn, vẫn còn kết hôn công cước. Tắt chìa khóa là cảnh báo nguyên hết đĩa này, tán ABS. Quay nó rồi cái ABS xếp thì nó có nó cái phần vàng vàng này đó. Bảy màu, phục bảy màu, ốc độ mới hết ha, máy mới tôn, nước sơn là nguyên riêng từ A tới Z, tem đỏ, màu này nhìn nó rất là phong cách hầm hố, tem đỏ nhìn đẹp, tất cả là nguyên hết. 150 tháng ABS bản cao cấp, 84.900, ủy quyền chính chủ 20 năm, còn họ mấy muốn sang tên thì tốn phí rút gốc 1 triệu, phí bản số về thành phố cũng có 100.000 thôi, không phải như ngày xưa nữa, từ ngày định danh là bản số có 100.000, phí trước bạ này kia với lại rút gốc, tiền rút gốc cũng vài triệu. Lúc trước mà sang tên tỉnh mà về thành phố bản số là 4 triệu, như đất này bản số phải 4 triệu, nhưng hôm nay chỉ có 100.000 thôi nha cô chú anh chị, xa cả hết tất cả, sang tên là đổi bản số chỉ có 100.000, cô chú anh chị nhớ nha. Thẳng hết, bây giờ chiều nay cũng đang trời mát, quay cho cô chú anh chị mở truyền hình lên coi cho nó rộng rãi thoải mái. Kim Đồng có trao đổi xe và trả góp, liên kết qua ngân hàng FE và ngân hàng ZAC với điều kiện là không nợ xấu. Kim Đồng có máy quẹt thẻ tại chỗ luôn, cô chú anh chị cứ đem máy lại, thẻ lại là quẹt lên máy là lấy xe về liền. Thẻ tín dụng, thẻ Visa hoặc là thẻ ATM. Thẻ Visa và thẻ tín dụng thì phải tốn phí, tốn phí trả cho máy quét của ngân hàng. Xe này là xuất sắc, chỉ có xuống tiền thôi nha cô chú anh chị. Kim Đồng bán xe ở đất Củ Chi 20 mấy năm, bán xe tại nhà riêng. Kim Đồng lấy uy tín làm đầu, cô chú anh chị yên tâm nha. Cái xe Liberty này đời 2000, đã sản xuất là 2016 mà hình như đăng ký 2017. Xe này chú này lớn tuổi dán cây nguyên một chiếc luôn, thắng ABS bản cao cấp. Xe rất đẹp, thắng ABS nha, vỏ rồi còn theo xe đi có 10 mấy ngàn, nguyên si hết. Xe đẹp nha, xe là đẹp. 17.900.000 là 17.800.000. Thắng ABS. Bản số cũng đẹp, 79. Giao cho bản số này luôn, một ký ủy quyền chạy luôn ha. Còn rút gốc thì thêm 600. Chìa khóa cái màu vàng còn treo tủ tiện. Nút mở yên bên này. Mọi chức năng là full. Đời mới. BCX. BCX này 2010-2011. Xe này là máy là nguyên si. Dàn lông này mình có thấy là cũng có xử lý rồi. Nhưng mà ok, ta xử lý thì mình khỏi xử lý. Nó là mình quá sướng rồi, giống như là nấu nướng sẵn là mình chỉ có ăn thôi. 17.500.000. Ok, có cái nữa là xe này là cái bản số này Long An chính chủ luôn nha. Này là chính chủ. Bạn này chính chủ ở bên đó qua bán cho mình luôn. 17.500.000. Máy móc là còn ok hết, nguyên hết nha. Máy im lắm, chạy là ngon lắm. Mấy dòng BCX này chạy biết rồi, chạy lướt sóng. Từ 2010 giờ không có sao mà làm sao mà bóng mới gì hết nha. Không có làm sao bóng mới gì hết. Chỉ khi không đi thôi, không đi 1-2 ngàn cây mới bóng gì thôi. Chiếc xe đi 20-30 ngàn mà không có làm sao bóng gì được hết. Có xử lý rồi này là quá ok. Đèn còn đẹp, pin của nó hết, đồ mũ đẹp, không bể gì hết. Chung là xe này giá 17 mấy là chỉ bằng một chiếc xe Alex 125. Nhưng mà đi cái xe này nhìn rất là sang, đèn rất là sáng. 17.500.000. Có trao đổi xe nha cô chú anh chị. Mấy cái xe này máy là y máy Thái gì đó, chạy nhẹ lắm, sướng lắm. Rồi chiếc ABS này là đèn đời mới nè. Đời mới, đèn mới. Giống như đời 2024 giờ đó, nó từ 20 tới 2024 là một mẫu một form. Này màu đỏ đen. Cuối 2020, 30.800.000, xe còn mới lắm, nguyên zin hết từ A tới Z. Ổ khóa thông minh xe mấy cây.
còn mới ton nguyên bản. Có trao đổi xe, mấy bữa nay nhiều người khách hỏi cái xe này nhiều lắm. Có gì liên hệ Kim Đồng nha, 0908 392 702. Số Zalo Kim Đồng số đó đó, số xài từ xưa giờ hai mấy năm, 20 năm. Từ số này xài phải từ 20 năm. Lúc mình bán xe khoảng 2002, mà khoảng 1-2 năm sau mình mới mua điện thoại. Lúc đó là cái Nokia đập đá đó. Đi những cái đồ đập đá vậy cô chú anh chị, xưa kia bằng đồ đập đá. Mình xuống tại Mobifone của Hoài Thủy ở ngay ngã ba điện lực Củ Chi. Mình mua cái sim, lựa cái sim là số 702, lựa như là 9 nút. Nó 701, 702, 703. Mình lựa ngay 702, số 02 là cũng số con ốc. Hiện giờ cũng khổ, phải liên lụy xuống tới con ốc ha. Xe đẹp, nguyên hết. Con này thì chỉ có 12 triệu 400. Được con cái là phun xăng FI, đề cái là sáng nguội máy, đề cái sạc cái là nổ liền. Nó phun xăng nó nhạy lắm, giờ để mấy ngày đề cũng nổ nữa. Xe này nó lên Thái, lên đèn Thái, tem Thái. Phun xăng FI, máy im, giấy thành phố 12 triệu 400. Bao quay đầu xe cho cô chú anh chị hết. Ví dụ chạy thời gian không thích mình có thể quay lên lộ chút đỉnh. Con SH này 150. Này là lên full ý luôn. Lên hết đèn động rồi. Chỉ có bánh là không lên, bánh là nguyên của nó. 150 nha cô chú anh chị. Máy im ru. Lên gặp phục sao luôn. Lên cái ổ khóa thông minh smart key. Giá mềm đời 2000 mười mấy này, hẳn đời khoảng chắc khoảng 2013, nhưng mà nói cho rõ mấy cái đời này máy chạy là ok lắm, nó có bảo trì là bảo dưỡng hết rồi, máy giờ là ok. 41 triệu 800, 41,9 là 41,8 bao công chứng. Chiếc lít này 2022 32 triệu 900, bản số trảng bàn tây ninh chính chủ, đèn led Sirius đời 2017, thiếu bộ tem, máy im bình đầy đầy đủ, con số 68 Kiên Giang, 8 triệu 2, đời 27 trở lên là cái bô nó bô dài, nó phẹp phẹp. Này dán bộ tem lên nữa là ok, bình đầy đầy đủ. Future LED, Future dạo này xe cũng lên giá, thấy xe càng quá ông anh này, anh cũng chưa muốn dự định bán, mình mua ảnh luôn. Tại xe càng quá, bán 29 triệu 400, bình thường mà bán chỉ có 27 28 triệu thôi, nhưng mà tại thấy xe này nó càng quá, chứ lại đời 2021 nữa chứ phải 29 20 29 20, mà nếu mà tính ra đời này mà đi khoảng 30.000, bán 26 27 triệu, nhưng mà xe đi có mấy ngàn, có 90.000 cây, vỏ hai cái vỏ riêng theo xe còn nguyên si nguyên thủy cái nó luôn, đúng xe mới lướt, không có một cái gì để gọi là mà chê được hết. Hôm nay khách lại coi rất là mê nhưng mà không đủ tiền. Rất là khen, khen, rất là khen. Nó sẽ cũ mà quá quá mới. 29 triệu 400. Ủy quyền chính chủ 20 năm. Hoặc là sang tên chính chủ trọn đời. Mình thấy đa số là ủy quyền 20 năm chính chủ là ok. Tại xe làm sao chạy tới 20 năm. 41 đầu còn mới ton. Cổ bô còn bị thui. Với Củ Chi chính chủ, chiếc Future 1. Này 203, 204. Xe này cũng rin lắm, rin hơn mấy chiếc gì rồi rất là nhiều. Mà máy cũng im ru, từ dàn áo nguyên của nó hết. Đầu lòng, đầu cổ này. Xe này rất đầu nhưng mà dàn lóc còn đẹp hết, nguyên. Bốc sên, rin của nó hết. Số thành phố này giấy tờ mua lại, mình không có sang tên công chứng ha. Chỉ giấy mua bán qua đơn cửa hàng, 13 triệu 500. Này cô chú anh chị lớn tuổi đi, chạy thoải mái, giấy tờ đầy đủ. Tem đồ rin của nó hết. Lắp máy đẹp, pin không? Mà im lắm. Chỉ 13 triệu 500. Nếu mà xe này mà công chứng, mà rút công chứng ấy ha, giá phải từ 19, 18, 17, 17, 18, 19 triệu luôn. Đấy, xe này còn quá đẹp. Chiếc Randy 2021, tháng IPS bản cao cấp đèn LED, xe mới 50 mấy triệu. Giờ bán chỉ có 32 triệu 400. 2 triệu 400, với Củ Chi chính chủ 56789, màu trắng ngọc trai, ổ khóa thông minh smart key, xe đi hình như mười mấy ngàn còn mới quá. Chiếc AB 2012 phun xăng FI ALED, này với Củ Chi thị trấn Củ Chi chính chủ ha. Lúc trước em sang tên về bản số thành phố vẫn giữ nguyên,
Bây giờ sang tên thì đổi bằng số. Ở này là chỉ có 9 triệu 9 thôi. Máy Imru. Chiếc Noya thì 8 triệu 9. Noya đời 2015-16. 8 triệu 9 máy im luôn. Chiếc này Quảng Ngãi 24, 15 triệu 800, 9 chủ bao công chứng, máy móc nguyên zin. Xe này nếu không công chứng mình bán khoảng 13 triệu cỡ đó. Mà xe này được cái công chứng là 15 triệu 800. Mà xe zin chưa rất đầu luôn nha cô chú anh chị, máy im nha. Rồi, nãy giờ mình quay là tới cái khúc này. Là giờ lúc đầu nãy mình tới khúc này thì giờ quay tới khúc này. Thì cũng hết xe quay rồi. Bây giờ thôi Kim Đồng cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều. Xe cũ Kim Đồng, mấy xe cũ này hai mấy năm, nói chung là vui buồn cũng có. Xe cũ thì đôi lúc mà xe nó cũng phải xe nào ấy quá thì nó không hoàn thiện được nổi 100% được. Nếu cần thì phải tu bổ nấm muối đường bột ngọt này này kia ha, nhớ giống như vậy đó. Ví dụ cần chỉnh gì thì chỉnh. Nói chung là xe cũ thì không thể hoàn thiện 100% ngàn được ha cô chú anh chị nha. Để có người nói sao xe cũ về phải chỉnh cái này chỉnh cái kia, nó là như vậy. Còn mình thích thì không cứ để chạy không sao hết. Đó là nói rõ một tấm chân tình nói thiệt với quý cô chú anh chị. Kim Đồng cũng xin kính chúc cho quý cô chú anh chị có một ngày cuối tuần thứ sáu ha, là ấm áp bên những người thân yêu và gia đình mình. Kính chúc cho tất cả đại gia đình của mình luôn được bình an, mạnh khỏe. Có gì ngày mai thứ bảy phòng công chứng có làm việc từ 7 giờ rưỡi tới 11 giờ rưỡi ở gần đây. Mình ở ngay cách cầu vượt Củ Chi chỉ có 1 km. Kế bên là ủy ban dân thị trấn Củ Chi đây nha cô chú anh chị. Trước này là ủy ban thị trấn Củ Chi nè, đây là đường số 35. Nay ra cầu vượt bến xe Củ Chi khoảng 2 cây số, cầu vượt khoảng 1 cây, cây mấy. Mình ở ngay trung tâm thị trấn Củ Chi luôn. Bưu điện Củ Chi chạy lại chỗ mình chứ có khoảng 2 phút à. 2 phút khoảng mấy trăm mét. 400 mét. Rồi, xin thân ái chào tạm biệt với cô chú anh chị rất nhiều nha.